Thông tin trên lĩnh vực an ninh trật tự, ngày 15 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1976, ngụ tại thành phố Đà Lạt, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, từ tháng 4 năm 2010 đến đầu tháng 3 năm 2012, Liên liên tiếp tổ chức làm cái nhiều dây huê, với số tiền từ 500.000 đồng đến 50 triệu đồng mỗi dây huê. Trước khi chơi huê, giữa Liên và người chơi huê chỉ thỏa thuận bằng miệng với nhau là về hình thức hưởng hoa hồng. Liên được hưởng hoa hồng trên mỗi phần huê khi có người hốt huê. Quá trình chơi huê, nhà cái không công khai cho biết mỗi dây có bao nhiêu người chơi, với số phần là bao nhiêu và mỗi kỳ số huê được bao nhiêu phần. Việc chơi huê với Liên không có giấy tờ sổ sách chứng nhận của cả hai bên. Khi sổ huê không nhất thiết phải có mặt đầy đủ. Nếu ai vắng mặt thì nhờ cái huê bỏ huê giúp. Nên không biết ai là người được hút huê trong mỗi kỳ. Thậm chí không biết trong dây huê của mình đang chơi gồm có những ai tham gia và chơi bao nhiêu phần. Do đó Liên đã lợi dụng vào việc không minh bạch này, đã lập tên ảo những người chơi trong 28 dây huê nhằm chiếm đoạt tiền của người chơi huê số tiền hơn 6 tỷ đồng. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Liên 15 năm tù, buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại. Trên khu vực sông Đà đoạn chảy qua xã Tà Học, ngoài những chiếc tàu hút cát loại nhỏ thì còn xuất hiện một chiếc tàu cuốc cỡ lớn có công suất lớn gấp hàng chục lần tàu nhỏ để hút cát. Mỗi ngày lại có hàng trăm lượt xe tải chở cát chạy qua con đường chính dẫn đến xã Tà Học. Những chiếc xe tải